chào cả nhà đi con. Chào cả nhà. Rồi vậy ha. Hôm nay hai mẹ con mình quay một cái video này tại vì Hiếu có một cái thói quen mà mẹ Dung cực kỳ là tự hào về Hiếu luôn á. Cho nên là Hiếu đang chuẩn bị đi chơi một cuộc dã ngoại và Hiếu đã tính toán sẵn ở trong đầu Hiếu cần phải chuẩn bị cái gì cho cái cuộc đi chơi dã ngoại đó. Và mẹ Dung phải quay video này để mà lưu lại cũng như là mẹ Dung sẽ đưa lên YouTube để là cũng có thể là các bạn nào cùng tuổi như Hiếu có thể học hỏi Hiếu nhé. Hiếu chu đáo lắm và mỗi hàng ngày á là mỗi khi đi ngủ là Hiếu phải sang bài tập. Hiếu buồn ngủ lắm thì Hiếu vô Hiếu nói rằng là mẹ ơi cho con ngủ 10 phút rồi xong rồi mẹ gọi con dậy để con làm bài tập nha mẹ. Là lúc nào cũng vậy, xong rồi là rất nghiêm túc. Có hôm á, mẹ Dung thương quá thấy Hiếu buồn ngủ quá thế là cho Hiếu ngủ luôn. Nhưng mà cũng đến 10-15 phút là anh chàng ta, rất là khó ngủ, anh chàng ta bật dậy và ngồi làm bài tập đến khi xong thì bắt đầu là mới đi ngủ. Đó là cái thói quen của Hiếu mà mình cực kỳ là tự hào. Đó, và thì bây giờ thì thứ nhất này, Hiếu ơi hôm nay mình nói về cái chủ đề á, là những cái sự chuẩn bị cho một cuộc đi chơi dã ngoại sắp tới của con, đúng không? Vào thứ năm tuần tới đúng không? Thì bây giờ trong đầu con đã suy nghĩ là con phải sắp xếp cái gì, con phải mang cái gì cho cái cuộc dã ngoại đó. Thì con có thể con kể ra đúng không? Con kể ra cho các bạn đúng không? Và trước khi con kể ra thì con có thể giới thiệu về mình một xíu được không? Không, đi xuống. Rồi, con tên gì? Con tên Mai Chi Hiếu. Con làm đồng hoàng. Rồi, chào các bạn đi. Chào các bạn, mình tên là Mai Chi Hiếu. Rồi, Hiếu năm nay học lớp nào? Bao nhiêu lớp tuổi? Lớp 1.3, 7 tuổi hoặc 6 tuổi. Chắc là 7 tuổi và 6 tuổi. Sắc lớp 2 là lên 7 tuổi đúng không? Rồi bây giờ Hiếu nói đi. Hiếu nói là để chuẩn bị cho cuộc chơi dã ngoại vào tuần sau thì Hiếu chuẩn bị cái gì nè? Xà phòng. Ừ. Khăn. Ừ. Quần áo. Quần áo để làm gì? Để thay khi tắm xong. Ừ. Rồi gì nữa? Để còn nhớ coi. Đồ ăn. Đồ ăn. Giày xanh đan. Vì sao mình phải mang giày xanh đan mà mình không phải là đi giày khác? Tại vì giày xanh đan nó bám chắc cái chân của mình. Cái chân đúng không? Thì mình chạy nhảy nhiều thì nó bị bung ra đúng không? Rồi còn gì nữa không? Thì nhớ coi. Có mang cặp sắt đi không? Không. Con hỏi vì sao? Vì mình phải mang một cái giỏ để mình có thể mình đựng hết tất cả những cái đồ mình mang theo chứ đúng không? Mang giỏ. Mang gì nữa không? Banh. Mang banh theo đi chơi hả? Nhiều vậy mấy món rồi, 8 món này hả? Mang. Có mang sách vở không? Không. Có mang bút không? Không. Mẹ nghĩ là con nên mang theo bút rồi một tờ giấy để lỡ có gì con viết cái hành trình giống như bữa con đi thảo cầm viên á, con bổ sung vô không? Bổ sung vô cuốn sổ nhật ký mẹ đã mua cho con chưa? Mang cuốn sổ nhật ký mẹ đã mua cho con chưa? Để con viết những hành trình hàng ngày đúng không? Thì lần này dã ngoại này mẹ cũng góp ý với con là như vậy. Con có bổ sung thêm không? Con có bổ sung thêm một cuốn sổ với cái viết không? Để theo con mang theo con ghi vào hành trình không? Có không? Đó, ok. Rồi gì nữa không? Con đi với lớp có đông không? Bao nhiêu bạn? 180 bạn. Khối 1 luôn hả? 180 bạn hả? Con đi con lo cái gì nữa? Con có lo bị lạc không? Dạ không, tại vì xếp hàng dài. Xếp hàng dài theo cô đúng không? Rồi, lỡ trường hợp á mà cô không quán xuyến nổi luôn. Mẹ nói lỡ thôi nha, chứ trường thì rất là kỹ rồi. Nhưng mà lỡ mà cô không quán xuyến nổi. Dạ. Nghĩa là ngang. Rồi, mẹ hiểu rồi. Đông như vậy nhưng mà lỡ trường hợp mà cô không quán xuyến nổi như vậy á thì con sẽ làm gì? Về trường hợp là xấu mà con sẽ bị thất lạc đó, thì con sẽ làm gì với này? Ba mẹ dạy con chưa? Ra ngoài cổng. Ra ngoài cổng rồi để làm gì? Rồi vô lại chỗ mình khám trả. Để làm gì nữa? Rồi mình mình nhờ ai giúp đỡ nào? Chú bảo vệ. Chú bảo vệ sẽ làm gì cho con? Gọi điện thoại cho cô Đào. Được gọi cho ai nữa? Kết hợp gọi cho ai nữa? Cho